Bò dễ chưa? Dễ chưa dễ. NANI?! Mage Flight! Enemy Ultimate! You have defeated an enemy! Enemy Ultimate! Double kill! Enemy double kill! Triple kill! Tower! Ultimate! Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Trong clip này thì mình sẽ làm về vị tướng Krynak. Một chất tướng có khả năng sốc đám cực kỳ là tốt. Và ở mùa 2024 S3 thì Krynak sẽ như thế nào, sẽ ra sao, cũng như trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho vị tướng này thì anh em cùng mình theo dõi nhé. Anh em thấy đi trong đấu giải thì có lẽ là tỷ lệ xuất hiện đối với Krynak thì cũng không phải là nhiều, nhưng mà vẫn là một lựa chọn. Nếu mà BO7 thì các tuyển thủ vẫn đã có những lựa chọn 6 các vị tướng thuần đi rừng khá khỏe thì Krynak vẫn là một lựa chọn tốt. Thì anh em cùng mình gọi là phân tích liệu đó là Krynak ở mùa 2024 S3 này liệu có đô la đáng chơi hay không, và những trường hợp nào thì Krynak đáng chơi và những trường hợp nào thì Krynak không đáng chơi thì anh em cùng mình theo dõi. Hiện tại thì trận đấu thì cùng 1-1 dành cho hai bên thôi. Đáng thấy tầm nhìn của tù len tay bên bạn, mình sẽ vô vào này. Tu lên tay bên bàn thì lượt đi bằng cái lối đồng, nhưng mà hết lượt rồi và bị mình tiện lên bảng điểm số. Khi chuẩn bị đó là con rồng cũng xuất hiện rồi. Tu lên bảo ghê vậy, ghê bình thường. Bây giờ thì mình nghĩ là tay bên bàn sẽ lại ăn rồng, và này không biết có cửa được hay không này. Ui không được rồi, Murat vừa chiêu cuối ảo hành trạm rồi thêm đó là cái trừng trì nữa thì rất là khó, nhưng mà pha này ngon này. Ôi ăn được rồi nè, ui đạp xuống chơi luôn này, hay rồi, chơi luôn này, quất luôn này, con tí máu này, double cứu này, hay quá. Một pha tánh tốt đến từ đó là Crab thì mình ngựa và tiện 3 người lên bảng điểm số luôn. Một pha trao đổi thì vậy gọi là siêu lời rồi. Thế anh em thấy thì một pha trao đổi quả là lời khi mà mất con rồng, không cài được con rồng, nhưng bù lại thì có 3 điểm hạ gục. Thì bây giờ lại quay trở lại với một vòng rừng thôi. Thì đầu tiên thì mình sẽ phân tích đó là về chiêu thức của vị tướng Krynak này một tí. Chiêu thứ nhất anh em tung ra ẩu trung quỷ, gây đó là sát thương vào mục tiêu, tạo một đó là cái dấu ấn, và khi đối phương chịu cái dấu ấn thì sẽ đánh theo phần trăm máu ấy, vì thế thì trị các vị tướng tánh cớ cũng rất là tốt nhá. Rồi sau này thì ngón này ăn được một màng này. Murat, ui Murat vẫn hay nhá, một phá xử lý khá là tốt. Ui né được đám, nhưng xử lý thì tốt, nhưng mà có lẽ là cái đồ may mắn thì chưa đạt. Khi mà điều thuyền của tay mình thì vẫn lui về được, khi mà vẫn vẹn chỉ còn một tí máu. Tu lên tên bên bàn lần thứ hai bảo ghế đó rừng bàn ơi, ghế bình thường.
Với chiêu thức thứ hai thì Karinak sẽ lượt như thế này, trúng mục tiêu thì sẽ gây sát thương và giúp đó là Karinak hồi phục máu. Còn chiêu cuối thì anh em có hai lần sử dụng, lần thứ nhất thì kích hoạt thì giúp đó là Karinak cắt cánh lên, và lần thứ hai đạp xuống vào vùng chỉ định đó là như thế này, đó là gây đó là sát thương vào mục tiêu. Cũng khá là đơn giản thôi. Và cách combo, cách chơi thì đó, anh em cứ làm sao là kích hoạt rồi là cái chiêu cuối hiểm hoạt tống trung lên. Kích hoạt lần thứ nhất anh em sẽ cất cánh, rồi sau đó thấy mục tiêu thì anh em gọi là ghim được chiêu một trúng mục tiêu là tối ưu nhất. Sau đó thì anh em đạp đó là cái chiêu cuối xuống vào vùng chỉ định gây sát thương. Và chiêu hai thì anh em sử dụng có thể đó là bỏ chạy hoặc là có thể sử dụng để đuổi theo tướng địch. Lượt trúng tướng địch cũng sẽ là tối ưu nhất giúp đó là Karinak hồi phục máu nữa. Đơn giản anh em nhé, về chiêu thức thì đơn giản là như vậy. Mấu chốt vẫn đó là cái hiểm hòa không trúng, anh em đạp xuống trúng nhá, trúng thì chuẩn mà không trúng thì toang luôn đấy. Rồi pha này thì kiếm chiêu một rồi, đạp chiêu cuối xuống này. Và anh em thấy thì bay mau rồi, rồi chuẩn bị 5 giây, 4 giây, chuẩn bị có chiêu cuối tiếp anh em ạ. Đây pha này thì có chiêu cuối rồi này, kích hoạt chiêu cuối này, rồi đạp xuống này, ui một phá thủy thân đẹp thế, lên bảng điểm số này, còn 5 phút 7 màng thì cho mình 9 điểm hạ gục thì mình lùng đó là 7 điểm hạ gục rồi. Và anh em thấy thì khả năng dồn đám cực kỳ là tốt, và phát đó thì một phát kết hợp hoàn hảo. Tu len tay bên bàn thấy bảo gắt quá, gắt bình thường rồi. Pha này Murat này, bắt bóng Murat á, à, còn bắn sướng. Nhưng mà tỉnh dậy thì cũng lên bảng điểm số thôi. Sau khi nào là dính chiêu cuối của điêu thuyền, nào là dính chiêu cuối của mình, nào là dính chiêu cuối của Sơn Tuấn nữa, thì không có cách nào để Murat có thể chạy được phá đó cả. Nói chung đối với Karinak thì việc đó là anh em combo thì cứ gọi là kích hoạt đó là chiêu cuối, thấy mục tiêu thì sử dụng ấu trung cùi chiêu một ghim trúng mục tiêu, đạp chiêu cuối xuống. Nói chung vậy là tối ưu nhất. Còn những trường hợp ví dụ nếu mà đối phương kiểu ở xa quá, anh em không thể ghim được chiêu một trước, thì anh em đạp chiêu cuối xuống trước cũng ok nhé, làm sao cho hiệu quả và kết liễu được mục tiêu là được. Chứ không nhất thiết đó là phải ghim chiêu một, bởi vì chiêu một tâm nên nó sẽ ngắn hơn. Rồi bây giờ thì có lời thế ép rồi thì sẽ lấy luôn đó là cái trụ tướng địch vô một phát. Và anh em thấy thì Murat của tem địch là bay màu ngay lập tức luôn. Tầm này đám của mình cực kỳ là to rồi. Karinak là một chất tướng sốc đám cực kỳ là tốt. Nếu mà mình vào mà trật nhịp một phát bị Murat tem địch áo nháy bằng chiêu hái hoặc là củ áo ánh trảm đó, là mình có thể bay màu luôn đấy. Và này mình sẽ kẹp góc này, bắt này, ui mất đó là kinh sách bản đến từ ui mất tốc biển luôn rồi kia. Tem địch mất rất là nhiều thứ để có thể bỏ chạy. Cái này liều cống được hay không? Mình sẽ vô vào này. Nhưng mà chưa được anh em, chưa có góc vô vào ấy, chắc là một ra luôn thôi. Bởi vì thứ nhất thì hết thể lính, mà thứ hai nữa đó là vào trù thì chắc chắn mình mà bị choáng lại và thế dễ lên bảng điểm số lắm ấy, đặc biệt là gặp phờ ló. Bây giờ đi ngắn con rông, nhưng mà thấy tém địch khá là đông và tém mình thì đang ăn ta thân xe ra bên kia, nên là mình quyết định là bỏ con rông nhá. Bởi vì thứ nhất là tu len, thứ hai tem địch thì cũng cần kê đó nữa ấy. Rồi bây giờ tem địch khá là đông thôi, chắc phải bỏ cái trụ này thôi, có bỏ cũng biết. À tem địch lùi về rồi. Mình tưởng là thêm một người nữa ấy thì mình sẽ bỏ, bởi vì tém địch đó là có Timmy anh em nhá. Timmy thì với cái chiêu cuối pháp trần thân kỳ nó có thể hồi sinh đồng đội. Nếu là mình sốc đám thì sốc đám được, nhưng mà với cái pháp trần thân kỳ thì nó hồi sinh lại thì chắc chắn là mình không làm được gì nữa ấy. Làm sao đó là Timmy sử dụng đó là hết cái chiêu cuối rồi thì mình vô vào thì sẽ đó là hợp lý nhất, khi đó thì sốc đám được á. Rồi hiện tại bây giờ thì đang có đó là giáo tránh, mục tiêu của mình là cố gắng bắt xa thủ tém địch á, kiểu éo xú mà đừng ngắm cả kiểu lại vô phạt la bay mau luôn á. Rồi xong rồi, pha này đi điêu thuyền tém mình cũng lên bảng điểm số rồi.
Thế trận hiện tại thì thực tế thì cũng đã khá là cắn keo thôi, cũng chưa có lợi thế lớn. Lượng màng hạ gục thì chủ yếu nằm đến mình, nên là thực tế thì team bên mình thì cũng không phải là có gì là sánh cả. Còn về chất tưởng thì ở giai đoạn cuối trận team mình cũng chơi ổn, không phải là khỏe nhưng mà chơi ổn nhá. So với team bên địch thì nói chung cũng chơi được. Bây giờ thì tém bên bàn ăn được con rồng, nên là mình cũng sẽ đoán con ta thân xê giá. Tầm này thì ăn ta thân xê giá thì sẽ ui 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 và này ui bị con ta thân xê giá hấp túng rồi, tỉnh dậy đạp xuống. Ôi rất may là vẫn ăn được ta thân anh em ạ, nhưng mà mình liều có chạy nổi hay không, cũng chạy nổi rồi và mình phải lên bảng điểm số. Phá đồ thế bị đông quá, kiểu cái góc đó thì quá là bị đông rồi. Claw nó vào mùa thì chắc chắn là nó cứ nhặt được khóa ấy. Rất máy đó là vẫn ăn được rồi đó con ta thân xê giá. Chỉ mất ta thân xê giá cái là rất chí là khó phá đồ á. Thực tế thì con ta thân xê giá này thì cũng chỉ đó là mới con ta thân xê giá cấp 2 thôi, cũng chưa phải là quá mạnh. Nhưng mà tầm này thì tém bên đi cũng bắt đầu gọi là khó chịu rồi, đặc biệt là Flo anh em ạ. Mình thì nếu mà không sốc đám được Flo và thì bị Flo khắc chế nhá. Nó mà ghim hóa phạt rồi, mình mà đạp xuống mà không sốc đám được nó là coi như là thôi xong luôn á. Mười hai dành cho hai bên. Thế trận thì anh em thấy thì cũng đang rất chứ là cắn keo kể vặt cái lường trù và lường màng hạ gục. Cũng không có bên nào gọi là chịu thua bên nào cả, bây giờ thì đang có giao tranh. Rồi, tình huống này thì đang thấy tâm nhìn của Eo Su tem bên bàn, đang thấy tâm nhìn của mình tem bên bàn. Rồi Eo Su này, hello bạn, hello Su, chạy về nhanh thế. Ui, thôi xong rồi, pha này bị Flo ghim rồi. Thêm phạt viện tinh kích bôi vào nữa, phá đỏ lội của mình đây anh em ạ. Mình tưởng là dọn dẹp đám lính đương rửa phá đó, nhưng mà ai dè vừa đạp xuống một phạt thì anh em thấy đó là điểm yếu nhá. Đạp xuống anh em thấy mình chỉ sai lầm một tí thôi, la đạp xuống mà chưa phải đó là tướng địch ở gần đó ấy, mà tướng địch áp sát phạt mình không có cơ hội để chạy nữa. Bây giờ thì về thể trận thì tem địch lại thì lại tìm bên mình thôi. Về chất tưởng của tem địch cũng rất là khỏe nữa, can quẹt đến từ tím mí và phờ ló. Thêm những phá cấu rỉa của Eo Su và những cú lối điệu của Tú Lén nữa, khá là khó chịu đấy. Rồi su này, ôi chưa đủ tầm anh em ạ. Ôi đình bắt mình nhưng mà chưa đủ đám anh em ạ. Rất may đi phá đổ Tú Lén trước có nồi tài, chỉ có nồi tài phạt là toán phá đổ ấy. Cũng hơi cắn nhá, anh em thấy đi đạp xuống mà chuẩn này thì bay mau luôn, mà đạp xuống không chuẩn thì cắn. Đạp xuống không chuẩn là mình dễ lên bảng điểm số lắm á. Tú Lén của tem đi cười nhẹ, ghê quá bàn rừng. Máy anh em ạ, phá đỏ thì cũng hến đấy. Đó là Tú Lén chưa đủ đám để ăn được mình á. Rồi, Flo đang phải tâm nhìn Flo này. Hiện tại tem mình tập trung đấy rất là đống. Flo đính cấn mấy đây bạn ơi. Rồi, chắc chắn này bạn này Flo lên bảng điểm số rồi. Tất nhiên thì Flo cũng trấu cũng khỏe, nhưng mà để nói để là cấn 3, cấn 4 thì rất là khó luôn. Rồi, team mi tem bên bàn thì đang bật rồi là cái rắm thân lực lên. Ok, ê, đang thấy tâm nhìn của tem bên bàn này. Đây. Su, này đi su, bảy màu ngay lập tức. Su không kịp gọi là dùng chiếu luôn rồi. Thêm cái ẩu trung quỷ mất luôn cái tốc biến cũng không chạy được bắt bóng Urat này. Ui, nó lướt chứ không phải là giật bóng lại anh em ạ. Vậy mình tưởng là nó giật bóng lại cái bóng ở đó ấy. Mình vô vào phạt, ai xe là anh em thấy thì nó vẫn đang còn chiếu và mình thì phải lên bảng điểm số. Eo Su đòi bắt ánh. Eo Su thì nói chung chỉ cần mình vô phạt chuẩn phạt là bay mau ngay lập tức liền, bởi vì đám của mình rất là to luôn nhá. Hai bên giao tranh thì cũng hòa hoàn anh em ạ.
Thủy thân của Crab được bật nhưng mà Flaw đang múa rất là gắt. Trâu thì trâu chứ gặp Flaw nó múa thì cũng tắt điện đấy. Với phần trang bị thì mình sẽ lấy những món đồ như sau. Đầu tiên thì món đồ Rizu kiếm truy hồn. Thứ hai thì dây kiến cương càng nhiều khống chế. Thứ ba thì thường xuyên phá, xuyên giáp gia tăng lượng công vật lý. Thứ tư thì phức hợp kiếm để những cú vô vào cái lượng sát thương lớn. Thứ năm thì sẽ lên cây nánh gia tăng thêm 200 công vật lý, máu đối phương dưới 50%, máu chịu thêm 30% sát thương. Và cuối cùng là giáp hồ mình để đảm bảo an toàn, đó là biểu đồ sử dụng dành cho đó là Krynak nhé. Anh em thấy thì trận đấu này khá là hấp dẫn đúng không? 16-16 dành cho hai bên, cứ gọi là ăn miếng trả miếng nhau cả anh em ạ. Bây giờ thì mình tính đó là đông đội lính đang ở trên kia. Và này chắc là không sao đâu, châu chiều mất cái trù đó thôi. Mình sẽ gặp góc bắt tay mình đi này, eo su này, đòi bắt anh này. Này đi đòi bắt anh này, bay mau này. Ok, mình mất đi cái giáp của mình, chứ đủ vàng lên liềm đợt mình em ạ. Quay trở lại chơi luôn này, 2 em lên bảng điểm số này, 3 em lên bảng điểm số. Tiếc nha, phá đỏ, rất tiếc là chưa đủ vàng lên cái liềm đợt mình ấy, bây giờ mới đủ. Bởi vì ăn được sống màng ngu rắp mới lên đủ lên cái liềm ấy. Bắt anh thì cụt eo su này, không cho eo su chơi game luôn anh em ạ. Cứ ngắm là mình vô vào thôi. Và có lẽ là mục tiêu của mình bắt eo su vẫn là tối ưu nhất. Trận này thì điều thuyền tè mình hơi thọt rồi, không bậy. Có lẽ là cần nhung cú tung chiếu chuẩn xác đến từ điều thuyền. Nhưng mà cũng hơi khó anh em ạ, bên bàn có Flaw ấy, nó mà khắc được cái dấu ấn phạt thì miền được khống chế ấy. Nên là điều thuyền cũng khó chơi chứ không phải là dễ. Về phù hiệu thì mình sẽ sử dụng má chú nổ sát thương để có thể kết liễu mục tiêu một cách nhanh nhất thôi. Rồi bây giờ lại có đó là giáo trách kéo su à, đeo su trên kia rồi. Bảng ngọc thì sẽ sử dụng bảng ngọc như sau. Ngọc đỏ thì công vật lý và xuyên giáp 8 viên và 2 viên chỉ mạng. Ngọc tím thì 5 viên công vật lý tốc chạy và 5 viên đó là hụt máu. Còn ngọc xanh công vật lý và xuyên giáp nhá. Bảng ngọc này thì giúp anh em hồi phục cũng sẽ gọi là tổ thớn á. Bây giờ thì sẽ ăn luôn con ta thân xế giá này. Tốc độ ăn mục tiêu lớn của Krynak thấy cũng tương đối nhanh anh em ạ. Rồi và này thì ôi bắt Flaw trước này, vô vào này, tiện Flaw lên bảng điểm số này. Điều thuyền tè mình thì chỉ còn một máu nhưng vẫn lui về một cách an toàn. Bây giờ thì chắc chắn là con ta thân xế giá này thuộc về tìm bên mình rồi. Đây là con ta thân xế giá quan trọng này, là con ta thân xế giá phút thứ 15. Ăn được con ta thân xế giá này thì cống trù sẽ cực kỳ là khỏe luôn. Nói chung tầm này thì đám rất là to rồi anh em ạ, thoải mái chơi đó. Có thêm con ta thân xế giá này nữa thì việc cống trù sẽ dễ sợ dàng hơn rất là nhiều. Đó, hiện tại thì đáng phải tầm nhìn của tém bên bàn nhá. Ê, Murat đặt bóng đấy này, rồi bắt bóng Murat 2, bạn đạp xuống này. Bảy màu A đang còn liêm. Hết liêm phạt thì mình tế tài phạt phát tiền. Murat lên bảng điểm số. Rồi, tu lên lối điệu mình đang còn liêm đột mạnh nhá. Mất phạt thì bản lên là giảm phù mạnh liền. Chỉ lấy đi được nội tài của liêm đột mạnh mình thôi. Và anh em thấy thì tìm bên mình gọi là đáng tổng tấn công lên, đang có lợi thế rất là lớn. Và tìm bên địch thì chắc là thua luôn rồi. Khi mà mất đó là hai người đấy. Bây giờ thì chỉ còn éo xú nữa, mà chất tưởng éo xú thì dọn dẹp lính sẽ không tốt. Và bây giờ thì tổng tấn công bắt luôn éo xú trong trù này. Này thì đòi bản đánh ấy. Này thì đòi bản đánh này. Các bạn trận đầu thì kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Bye bye. Chúc anh em luôn vui vẻ và leo lên thành công.